Top những mẫu xe máy điện dành cho phái nữ đáng mua 2021. Phái nữ luôn được coi trọng vì luôn đem đến cho thế giới những vẻ đẹp dịu dàng. Ngay cả những phụ kiện hay đồ vật mà họ mang theo cũng phải luôn có thiết kế trang trọng và tinh tế. Đặc biệt là phải có nét đẹp về kiểu dáng để đặc trưng riêng cho phụ nữ. Xe điện cũng vậy, không chỉ là một phương tiện mà còn là biểu tượng của phái đẹp mỗi khi ra đường. Vậy hôm nay hãy cùng xe điện Bibai điểm qua top những mẫu xe máy điện dành riêng cho phái nữ trong năm 2021 này nhé. 1. Xe máy điện Honda VSUNV 2 nhập khẩu chính hãng Honda. Có thể nói đây là mẫu xe máy điện có kiểu dáng đẹp chất như một dòng xe tay ga vậy. Kế thừa từ ưu điểm dòng E-Blade, dòng Honda Vision V2 này đã tạo ngay ấn tượng với người mua với cái nhìn đầu tiên. Hệ thống đèn pha siêu to, bộ đèn pha to được viền kim loại sáng bóng nhìn rất hiện đại. Sang trọng, đây là dòng xe máy điện được trang bị tới 3 bóng đèn pha phân biệt, ở chính giữa là một bộ đèn LED cho khả năng chiếu xa và ở mép trên chính là hai bộ đèn trợ sáng giúp xe chiếu sáng tốt khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng. Và đặc biệt tất cả đều là công nghệ LED mới nhất của Nhật Bản, khả năng chiếu sáng phải nói là cực đỉnh, hiếm có mẫu xe máy điện nào trang bị bộ đèn chất như mẫu Honda Vision V2 này. Giá tham khảo 18.800.000 đ/2. Xe máy điện Honda Joker nhập khẩu chính hãng Honda. Xe máy điện Honda Joker là một trong những dòng xe có thiết kế nhỏ gọn phù hợp với các bạn có chiều cao khiêm tốn hiện nay. Chiều cao trung bình của Honda Joker chỉ tầm 710mm mà thôi, nên các bạn cao 1m4 có thể ngồi chống chân thoải mái. Vì chỉ khi bạn ngồi thoải mái thì việc lái xe mới đảm bảo được an toàn. Yên xe được bọc đệm cao su cao cấp, phủ bên ngoài là lớp da nhân tạo tăng tính thẩm mỹ cho xe. Yên xe rộng ngồi được hai người, đặc biệt phần ba ga sau có gắn thêm một chiếc cốp khá lớn có nắp đậy an toàn cho bạn thoải mái chứa đồ. Giá tham khảo 16.500.000 đ/3. Xe máy điện Dibao GoGo SS 2 phanh đĩa 2021. Thiết kế xe điện Dibao GoGo SS. Thiết kế xe hướng tới giới trẻ hiện đại và phong cách nổi bật giữa đám đông với kiểu dáng hướng về tương lai giúp bạn luôn nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn. 100% linh kiện được nhập khẩu nên bạn soi kỹ từng chi tiết đều chất lử, chắc chắn. Và có độ bền rất cao, toàn bộ xe được sử dụng đèn LED cao cấp và tiết kiệm điện tối đa cho khả năng chiếu sáng tốt hơn đèn halogen. Hiệu ứng ánh sáng tuyệt vời, thiết kế đèn pha ngang dài có kích thước lớn cho chùm chiếu sáng rộng hơn. Giúp cho xe chiếu sáng tốt, hỗ trợ tích cực khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng. Hệ thống động cơ của chiếc GoGo SS Dibao và xe điện Dibao chính hãng nói chung đều được trang bị động cơ siêu chống nước. Di chuyển ổn định ngay cả khi đi qua quãng đường ngập nước hay dưới trời mưa. Động cơ 1200W giúp xe leo dốc khỏe so với xe trên thị trường chỉ 500W. Vận tốc của xe có thể đạt được trên 80 km/h và hãng giới hạn ở mức vận tốc trên 50-60 km/h được cho là an toàn nhất đối với người sử dụng. Giá tham khảo 17.300.000 đ/4. Xe máy điện Dibao Tesla càng đúc nguyên khối, thiết kế đầu xe thanh thoát không khác gì dòng xe Vespa cao cấp. Thể hiện phong cách quý phái, sang trọng cho người dùng tự tin lướt trên phố và khoe cá tính của bạn. Kết hợp với thiết kế đèn pha và đèn xinh nhan hiện đại giúp xe có vẻ đẹp hiện đại, hợp thời. Nước sơn sáng bóng có khả năng chống chảy xước cực tốt, bền màu theo thời gian. Và nhãn hiệu Dibao được khắc nổi rõ nét. Tinh tế với thiết kế toàn thân xe có viền được bo tròn có độ uốn nhẹ tạo vẻ đẹp sang chảnh cho xe. Kết hợp với đuôi xe có trang bị đầy đủ đèn chiếu hậu, xi nhan hỗ trợ tốt nhất cho bạn trên mỗi cung đường đi. Xe sở hữu động cơ với mức công suất 1000W cho xe có thể đạt vận tốc tối đa 55 km/h. Và xe được trang bị 5 bình ắc quy lớn 20A giúp xe có thể đi được quãng đường gần 100 km một lần sạc đầy bình. Có thể thấy chiếc xe có vận tốc khá an toàn và đảm bảo cho người lái xe đúng tốc độ quy định. Giá tham khảo 16.500.000 đ/5. Xe máy điện Butterfly Dibao phanh đĩa. Xe máy điện Butterfly Dibao một mẫu xe mang phong cách thanh tịnh, sang trọng quyến rũ, mang lại một sức hút khó cưỡng lại với những đường nét tinh tế, mềm mại. Bên cạnh đó nó cũng không thiếu đi sự mạnh mẽ, khỏe khoắn đến từ khung sườn và động cơ. Vỏ xe máy điện Butterfly Dibao được làm bằng nhựa ABS PP siêu chịu lực, chịu bền, đặc biệt vỏ xe còn được phủ trên đó một lớp sơn tĩnh điện áp dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Giúp xe luôn sáng bóng, sắc nét trước mọi góc nhìn và bền bỉ theo thời gian, Butterfly Dibao có thiết kế sàn để chân rộng rãi. Khoảng cách để chân phù hợp, người lái có thể thoải mái gác chân khi vận hành xe. Xe điện Butterfly Dibao có hệ thống đèn sử dụng công nghệ LED hiện đại.
cho khả năng chiếu sáng tốt và rất tiết kiệm điện năng. Bên cạnh vẻ ngoài thanh lịch nhẹ nhàng thì phần động cơ của chiếc Butterfly D-Bow này lại rất khỏe khoắn mạnh mẽ. Với công suất định danh 1000W và mắc lên tới 1500W nên sẽ không xảy ra tình trạng ì ạch. Dùng khi mới vặn ga sẽ không xảy ra, giá tham khảo 16.200.000 đồng. Ok, vậy là hôm nay xe điện B-Buy đã giới thiệu với các bạn top 5 mẫu xe máy điện dành cho phái nữ đáng mua 2021. Nếu các bạn đang quan tâm đến những dòng xe điện trên và muốn nghe tư vấn cụ thể hơn, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0796-428-555 hoặc trang web bi-buy.com nhé. Đường link fanpage Facebook và thông tin liên hệ mình để ở dưới link phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và subscribe kênh channel của xe điện B-Buy để chúng mình có động lực ra thêm những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.